Chiều nay ngày 30 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị mở kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024. Xây mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2024 của Thanh Hóa có 41 nhiệm vụ, trong đó có 9 nhiệm vụ giao trực tiếp, 32 nhiệm vụ tuyển chọn theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ. Tính đến ngày 22 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được 33 bộ hồ sơ của 33 tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cho 31 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó có một nhiệm vụ khoa học và công nghệ không có hồ sơ dự tuyển. Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị đã mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024. Thông qua trình tự kiểm tra, 33 hồ sơ tham gia đều đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện. Hồ sơ hợp lệ sẽ được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành xem xét, đánh giá để lựa chọn tổ chức cá nhân có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đặt hàng của cơ quan có thẩm quyền. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và các phương tiện thông tin đại chúng.